Người hâm mộ ra sau khi thần tượng sa ngã. Điều gì sẽ xảy ra với người hâm mộ nếu bỗng nhiên một ngày thần tượng của họ bỗng biến thành tội phạm? Đó là điều mà nữ đạo diễn Oh Se-jang, 23 tuổi, đã trải qua và được cô ghi lại trong bộ phim có tựa Fanatic của mình. Oh là fan của cựu ca sĩ kiêm nhạc sĩ và nghệ sĩ giải trí Jung Jun-jang. Jung được công nhận và trở nên nổi tiếng sau khi đạt giải 3 trong chương trình âm nhạc Superstar K4 của Mnet vào năm 2012. Là một sông đốc, người hâm mộ thành công, Oh đã làm mọi cách để được thần tượng nhớ mình là ai. Cô thường xuyên đến các buổi fan meeting và thậm chí còn mặc hanbok để đọc thư tình gửi cho Jung ngay trên sóng truyền hình theo Korean Jongang Daily. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2019, cùng với vụ bê bối Bân Ninh Sun chấn động tại Hàn Quốc, việc phạm tội của Jung cũng bị lộ ra. Người này bị kết án 6 năm tù vì tội hiếp dâm, lạm dụng tình dục, quay phim bất hợp pháp và phát tán các video nhạy cảm trong các phòng chat di động. Cảm giác tội lỗi. Có rất nhiều bê bối của người nổi tiếng bị khui ra trong khoảng thời gian đó. Và không hiểu sao tôi không muốn phủ nhận nó. Có lẽ là vì đây không phải lần đầu anh ta dính vào việc này. Tôi không biết mô tả cảm xúc lúc đó ra sao. Tôi thấy sốc, buồn và tức giận nữa, đạo diễn Oh bộc bạch. Sau khi biết về tội ác của Jung, 7 năm hâm mộ hết lòng của Oh bỗng biến thành quá khứ đáng xấu hổ. Những người bạn khác của cô cũng trải qua điều tương tự khi thần tượng yêu thích, người mà họ hằng quý trọng hóa ra chỉ là những tên tội phạm ma túy, cờ bạc, quấy rối tình dục và cưỡng hiếp. Cô nói, ban đầu tôi làm bộ phim này để hiểu sâu hơn về văn hóa thần tượng của những người vẫn tiếp tục ủng hộ Jung sau bê bối. Nhưng sau khi thực hiện, tôi lại quan tâm đến câu chuyện của mỗi người hơn. Tôi muốn đưa tiếng nói cá nhân của những người hâm mộ đứng sau hào quang của thần tượng trên sân khấu vào bộ phim của mình. Những nhân vật được tôi phỏng vấn có người hâm mộ Jung và fan của những người nổi tiếng khác liên quan đến vụ bê bối như Park Yoo-chul, Kang Jin và Seung-hui. Thậm chí mẹ của cô cũng tham gia với vai trò là người hâm mộ của nam diễn viên quá cố Jung Min-ki, người đã tự tử sau khi bị buộc tội tấn công tình dục. Những người hâm mộ này đều có cùng một điểm tương đồng, đó là khi thần tượng bị kết án, chính họ cũng trải qua cảm giác tội lỗi. Người ngoài nhìn vào có thể thấy mối quan hệ giữa fan và ngôi sao là tình cảm đơn phương có thể dễ dàng cắt đứt. Nhưng đối với những người hâm mộ, đó là mối quan hệ thân thiết với một người đặc biệt. Cảm xúc và hành động của bạn có thể như được kết nối với thần tượng của mình. Vì vậy, khi người bạn tôn sùng làm điều sai trái, bạn cũng sẽ cảm thấy như mình cũng đang làm sai, Oh chia sẻ. Sự ủng hộ mù quáng. Cô cho biết mình bắt đầu hâm mộ Jung từ khi học lớp 7 và đã tham gia vào cộng đồng người hâm mộ từ đó. Với ấn tượng rằng Jung là một người cởi mở, thành thật, cô đã yêu thích đến mức cuồng nhiệt và sẵn sàng làm mọi thứ vì thần tượng của mình. Để mô tả rõ hơn về cách nghĩ của nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt tới mù quáng, cô còn tới tiếp xúc với đoàn quân Takuki. Nhóm những người bảo thủ chính trị cực đoan thường tổ chức các cuộc meeting ủng hộ cựu tổng thống Park Geun-hye. Cô cho hay, tôi luôn tò mò về những người còn tiếp tục hâm mộ những kẻ phạm tội. Mặc dù biết đó là tội phạm, họ vẫn yêu thương và ủng hộ. Tôi nghĩ sẽ thật khó để hiểu được việc này, vì vậy tôi đã ghi lại cảnh những cuộc biểu tình. Sau vụ việc của Jung, cô vẫn tiếp tục hâm mộ những người nổi tiếng khác. Cô cho rằng điều này giống như đã được ghi vào DNA của mình để luôn thích một người nào đó như một kẻ cuồng tín. Và nguyên nhân là việc say mê ai đó khiến cô cảm thấy thích thú và có được động lực từ những hoạt động đó. Bất chấp những điều đã xảy ra, ông vẫn cho rằng hâm mộ cuồng nhiệt không phải là xấu. Ngày nay, mọi thế hệ đều có gánh nặng và khó để sống hết mình. Chỉ hâm mộ cuồng nhiệt mới khiến bạn hạnh phúc ngay lập tức khi thấy ảnh của thần tượng. Tôi biết điều đó nghe thật vô nghĩa, nhưng nó thực sự có thể trở thành nguồn năng lượng, động lực dẫn dắt cuộc sống của bạn. Đó là thứ có thể khiến tôi hạnh phúc một cách vô điều kiện, điều rất hiếm có thể tìm thấy đối với thế hệ chúng tôi, cô kết luận.